Sao mà càng ngày càng nhiều dữ gì nè trời. Bây giờ phải làm sao trời. Trời ơi con quỷ. Làm gì như mà. Trời đất ơi. Về ra vô gì đâu mà không có tiếng động gì trơn vậy. Tại bà tập trung quá nên không thấy thôi. Làm gì vậy? Nè, đang tập trung xăm soi nè. Sao mà nó càng ngày nó càng nhiều vết chân chim trên mặt tôi vậy nè? Ở nhà bà có nuôi chim hả? Cũng có. Nhiều không? Cũng nhiều. Rồi có nhốt lại không? Là sao? Hèn chi nó bay tùm lum tà la hết. Rồi xong mà đậu lên mặt bà kìa. Trời quá trời luôn kìa. Đó đó, đó. Con quỷ này chọc người ta hoài hả? Trời ơi tưởng nói cái gì Nè, đâu. nói nghe nè. Mà giờ tôi thấy bà chuyển qua nuôi vịt đi cho có kinh tế. Làm sao? Tại vì bây giờ nó bự như cái vết chân vịt ở trên mặt vậy Chọc hoài. Trời ơi, đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác vậy đó. Giỡn thôi. Nói nghe nè, kêu tôi qua làm gì vậy? Thì kêu bà qua đây coi bà có biết cái thẩm mỹ viện nào không, chỉ cho tôi đi. Chi vậy? Thì đây nè, để tôi đi tôi cải tổ lại, tôi xóa bớt mấy cái vết chân chim này đi. Tôi phải căng mí mắt ra, căng da mặt ra, đúng không? Đó. Trời ơi bà nhìn coi, đây nè, nhìn kỹ coi, Đúng có rồi, mấy cái đốm cái tàn đốm đen. nhang nè, nám đó. Bà nhìn đi, tôi với bà bằng tuổi nhau mà mặt bà với mặt tôi nè, thấy không? Tôi da mơn mởn. Ha. Sao kỳ vậy? Sao bằng tuổi nhau mà sao da mặt bà nhìn giống như mới có 20, 25 nữa? Chỉ coi bí quyết gì vậy? Hình như là tôi thấy giống như là bà thiếu vitamin T. Nào giờ tôi nghe chỉ có vitamin A, B, C, E thôi, làm gì có vitamin T ở đây. Thiệt, vitamin T là viết tắt của chữ TRAI. TRAI là trai á hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, quánh cho bây giờ đi nè. Trời ơi, chọc cái gì mà chọc người ta hoài hết, chọc rồi ghẹo à. Ta đang đau khổ muốn chết luôn này nè. Càng ngày càng già càng xấu xí, không dám đi ra đường luôn đó. Trời ơi, còn tôi nha, tôi đi ra đường là mấy cái đứa mà hot boy á, nó gặp tôi nó kêu em, trời ơi, tức quá trời tức luôn bà. Sao tức? Nó tưởng là tôi trẻ hơn nó. Trời đất ơi, chảnh vừa phải rồi cô nương. Trẻ ra mượn chết được người ta khen vậy còn bày đặt. Mà nói thiệt nha, hả? Bằng cách nào mà sao mà bà đẹp có già chỉ tôi đi. Tại vì lúc trước tôi lo xa. Lạ nha, sao lạ? tôi thấy bà ngược đời lắm á. Trời ơi, người ta lo xa người ta phải già trước tuổi, đằng này lo xa mà trẻ hơn là sao? Kể cho bà nghe nè, hồi lúc mà tôi 25 tuổi á, là tôi biết là sau 25 tuổi là da mình sẽ bị lão hóa. Cho nên á, là lúc đó là tôi đã nhờ đến chuyên gia tư vấn sắc đẹp. Tôi kêu chuyên gia chỉ cho tôi làm sao mà cách chăm sóc da mặt để chống bị lão hóa. Tôi làm từ đó đến giờ nên da mặt tôi đẹp vậy đó, thấy À, thì không? ra là vậy. Nói nghe, vậy chỉ cho tôi chuyên gia đó đi. Cũng được rồi. Chỉ cho bà rồi bà đi căng da Thì rồi bà đẹp sao? lên rồi 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 sao? rồi bà đi ra đường rồi mấy cái hot boy nó theo bà rồi nó kêu bà Rồi bằng sao? em mà tính bà nóng nữa bà đập nó gãy răng rồi có án mạng rồi nha. Trời ơi, tôi điên thiệt rồi đó. Chọc hoài, giỡn hoài à. Nói thiệt đó, chỉ cho tôi đi. Chỉ qua đây để chỉ nè. Chuyên gia ở đâu vậy? Nhưng mà nè, một chầu ốc nghe chưa. Trời, chuyện nhỏ. Ốc hay trà sữa hay bà muốn đi nhà hàng tôi cũng chiều bà nữa. Thiệt không? Quyết định vậy nha. Chỉ liền. Chào em. Dạ, chào. Chị muốn gặp chị Thúy Hằng, chuyên gia tư vấn về chăm sóc da. Dạ, Thúy Hằng là em đây chị. Trời ơi. Hả? Đây là chị Thúy Hằng đó hả? Dạ. Trời ơi Sao sao chị? mà trẻ quá vậy? Chị Em hiểu rồi. Chị có kiến thức về chăm sóc da đúng không? Cho nên chị mới trẻ vậy. Chị có gì chị chỉ cho em Dạ, đi rồi nhé. rồi, mời 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 em Dạ, ngồi. mời chị ngồi. Gặp chị em mừng quá. Chị, em có được người bạn á, giới thiệu tới đây để gặp chị, nhờ chị tư vấn dùm cho em. Dạo này da mặt của em á, nó kém tươi hơn trước. Nó bắt đầu xuất hiện vết chân chim nè, nè chị thấy không? Đó, rồi thêm mấy cái đốm tàn nhang nữa. Rồi bắt đầu cái da của em nó sạm dần đi. Nó thiệt em đau khổ lắm. Cho nên là bạn em nói là phải tới gặp chị, nhờ chị tư vấn. Rồi, nếu mà em đã bị như vậy thì em có biết là mình đang bị cái gì không? Bị già đó chị. Em thấy em già trước tuổi hay sao đó. Năm nay em mới có ba mấy mà bây giờ cái mặt của em nhìn giống như là 45 vậy. Bây giờ em đang nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới 35 thôi.
tuổi hả? Dạ, mà bạn em nó cũng 35 tuổi mà da nó có 20-25 mà. Nhìn nó không ai nghĩ nó 35 tuổi đâu chị. Cho nên em nhất quyết bắt nó phải chỉ cho em. Để em tới đây gặp chị, làm sao mình có thể ngăn ngừa tình trạng lão hóa da chị? Để cho em có thể nhớ được ha. Cái nhóm đầu tiên đó là chế độ sinh hoạt. Mình sẽ ngủ đúng giờ nè, ngủ đủ giấc là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải có chế độ tập luyện. Thì khi mình tập thể dục thì nó sẽ điều tiết được cái việc là đào thải độc tố ra ngoài cơ thể của mình, thì nó cũng giúp cho làn da mình nó trẻ trung hơn. Cái nhóm thứ hai ha, mình cần nhớ đó là cái chế độ ăn uống. Là mình phải uống 2 lít nước đến 3 lít nước mỗi ngày. Uống nhiều nước thì nó có thể là giúp cho cái độc tố trong cơ thể của mình được lấy ra bên ngoài. Em sẽ nghe lời chị, em sẽ uống nước thường xuyên. Cái nhóm thứ hai nữa nó còn ăn. Thì mình phải ăn cái gì? Nói về cái nhóm dinh dưỡng dành cho da lão hóa. Mình nhớ nha, vitamin anh chị em. Anh chị em tức là A, A C, B. E. À, A, C, E. Ừ. Thì nó có thể là mình bổ sung nhiều cách lắm. Mình từ ăn uống, mình mua thức ăn có rau củ quả trái cây mà chứa ACE. Và cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng luôn những cái dạng thực phẩm bổ sung, có nghĩa là dạng vitamin đó. Mình mua những cái vitamin đó về mình sử dụng. À, và ngoài ra thì còn có thêm omega 3 nữa nha. Omega 3. Omega 3 nó sẽ giúp cho dưỡng ẩm làn da. Thì những làn da mà ở độ tuổi từ 30 trở lên thì da sẽ khô dần đi, thấy rõ. Đúng rồi. Da khô lắm. Đó, cho nên là mình sử dụng omega 3 để giúp cho cung cấp độ ẩm. Cái cuối cùng á chính là protein. Protein đó là tên khoa học, còn cái tên dân gian mình hay nói là chất đạm. Sử dụng đạm từ đậu nành nè, đậu Hà Lan nè, yến mạch nè, mình bổ sung những cái đó vào thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình á là nó tự sản sinh ra collagen. Còn nhóm thứ ba đó chính là cái chế độ chăm sóc da. Thì chế độ chăm sóc này nó có 3 yếu tố mình cần phải quan tâm. Thứ nhất là mình phải rửa mặt đúng cách. Thông thường thì em sẽ rửa mặt như thế nào? Cứ rửa thôi, nói chung là em cũng rửa. Chà, làm sao mà cho nó ra hết được phấn son đúng không? Mình cảm thấy nó sạch thôi đúng không? Chà vậy nè. Xong rồi tát nước vô. Thấy nó sạch là được rồi. Trời ơi, nó thô bạo quá. Hả? Vậy là thô bạo hả? Chết rồi. Vậy là tự em hại em đó, đúng không chị? Đúng. Bởi vậy cho nên mới nói là mình chăm sóc da là nó phải nhẹ nhàng thôi. Mình phải coi cái làn da này là cái bông hồng, phải nâng như trứng mà hứng như hứng hoa. Đúng rồi, tại vì cái làn da của mình nó mong manh dễ vỡ vô cùng. Thì đối với cái rửa mặt thì cần thiết nhất là mình phải nhớ thao tác phải nhẹ nhàng và chỉ ở lên trên bề mặt da thôi, không như này. Có nhiều người là chà mặt á, thì mình chà thiệt là mạnh và làm cho cái cơ mặt của mình là nó bị tác động một cách thô bạo. Và như vậy thì cái thao tác rửa mặt của mình đã vô hình chung là làm đứt gãy sợi collagen rồi. Cho nên là mình chỉ rửa mặt một cách nhẹ nhàng và mình chà làm sao mà không thấy cái cơ mặt, cái cơ da của mình nó di chuyển là tốt nhất. Cho nên là bây giờ thay vì mình làm mạnh thiệt mạnh mà nhanh thiệt nhanh thì bây giờ mình sẽ sửa lại một chút xíu, làm nhẹ nhàng chậm mà chậm, chờ từ từ và đủ thời gian. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải dưỡng da đúng cách. Trước tiên mình phải hiểu da của mình là da dầu hay da khô hay da thường. Sau đó mình sẽ lựa chọn để cho mình sử dụng đúng cái loại dưỡng da phù hợp với lại loại da của mình. Và cái cuối cùng nữa là cái bảo vệ da nữa. Tức là mình phải có lớp kem chống nắng. Mình có hai cái chỉ số cần phải lưu tâm, đó là chỉ số SPF và chỉ số PA. Thì một SPF tương đương với lại 15 phút. Thì ở Việt Nam của mình nắng thì mình có thể cho là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều đi, là khoảng 12 tiếng. Thì tính ra là khoảng SPF 50. Do đó là chúng ta chỉ cần lựa chọn sản phẩm mà có SPF 50 là yên tâm là buổi sáng sớm ra đường đến chiều tối không cần phải chống nắng lại. Hoặc là nếu như những người mà chỉ ra nắng vào buổi sáng hoặc ra nắng buổi chiều thôi thì lúc này mình chỉ cần SPF 30. Còn PA thì 4 cộng là tối ưu nhất hiện nay. PA 4 cộng là cái khả năng chống nắng tới 16 lần. Đó là ba cái mà mình cần phải lưu tâm khi mà mình muốn phòng tránh cái làn da của mình không bị lão hóa. Nãy giờ nghe chị tư vấn, chị giải thích, em cũng biết một chút xíu về kiến thức về chăm sóc da. Nhưng mà em nôn nóng lắm, em muốn chị chỉ cho em thêm làm cách nào để mà mình chăm sóc chống lão hóa da tại nhà được không? Để mà mình chống lão hóa da thì mình có thể là sử dụng những cái kem massage chuyên dụng. Hoặc là nếu như không thì mình sử dụng dầu ô liu. Hoặc là có thể dùng dầu dừa. Tuy nhiên là dầu ô liu thì cái chất dinh dưỡng của nó thì tốt hơn. Và chị thì thường hay lựa chọn dầu ô liu dành cho trẻ em. Tại vì sao? Tại vì chị có nghiên cứu về cái thành phần ở trong cái dầu ô liu á. Thì dầu ô liu cho trẻ em thì có thêm những cái vitamin A và vitamin E nữa.
cái sản phẩm để mà mình chống lão hóa lại có sẵn trong nhà bếp. Thì đầu tiên hết là chúng ta sẽ sử dụng dầu ô liu để mình massage. Thì khi massage đó thì mình sẽ có cái nguyên tắc, khi mà da bị lão hóa là sẽ chảy xuống, cho nên cái thao tác của mình là mình làm cho da mình nó đi lên. Những cái động tác nào cũng phải là đi lên hết. Cái thứ hai nữa là mình phải da mình muốn da mình nó căng ra, đúng không? Căng ra thì những cái động tác của mình phải là kéo ra. Thì mình sẽ có những cái động tác nó tập trung vào cái yếu tố là nâng lên và nâng kéo lên ra. Và kéo ra. Đó, chị sẽ hướng dẫn thao tác rồi em có thể tự làm. Còn dầu ô liu thì rất là đơn giản. Em về em có thể chế cái dầu ô liu này vào một cái chén. Rồi sau đó là mình sẽ nhúng cái tay mình vào cái chén đó để mình lấy. Rồi mình thoa đều trên các ngón tay của mình nè. Đầu tiên hết là mình nâng cơ ở xương quai hàm. Xoay cái vòng như này nè. Đánh vô. Đánh vô, đó đưa vô. Cái thứ hai nữa là cái động tác để nâng hai cái vùng má nè. Mình sẽ dùng cái động tác nâng xoay vuốt xoay tròn này luôn. Đi tới nữa là hai cái vùng râu rồng. Đúng rồi. Động tác thứ nhất là động tác xoắn ốc. Nhưng mà nhớ là đừng có xoắn xuống. Đó. Mình phải xoắn lên. Ngoài ra cái vùng râu rồng mình có thể là dùng cái động tác là đi bộ. Mình dùng những cái ngón tay á, đi bộ lên cái chỗ này nè. Để nó kéo giãn cái vùng da này lên nè. Lên tới vùng mắt. Vùng mắt thì bây giờ mình đầu tiên mình sẽ tập ấn huyệt để cho cái mắt của mình nó tươi tỉnh. Cái huyệt của mình á, nó nằm ở ngay cái dưới chân mày. Nằm ngay trên này, ngay xương hốc mắt và phía đầu chân mày. Đó, rồi mình ấn huyệt. Nhấn 3 giây, mình thả từ từ. Sau đó mình sẽ dùng cái ngón đây nhẹ. Mình sẽ đi lên đây nè. À, đi bộ nè. Đi bộ ở trên cái chỗ chân mày của mình nè. Cho nó đi bộ. Đi bộ ở phía trên chân mày. Mình đi bộ như vậy là để mình kéo cái cơ mắt của mình lên. Lúc này mình nhắm mắt lại mình làm. Mình đi bộ tới phía đuôi chân mày á, tới vùng đuôi mắt nè. Thì mình sẽ đi xoắn ốc bằng cái ngón đeo nhẫn. Rồi, mình đi xoắn ốc, những cái đường xoắn ốc cực kỳ nhỏ. Mình đi xoắn ốc vào bên trong. Rồi, xoắn ốc tới đây, mình nhấn huyệt tiếp. Và mình cứ làm như vậy đủ 3 lần. Lên tới vùng trán thì mình sẽ có cái đường zig zag. Để hai ngón tay, mình đi lên đi xuống như vậy nè. Mình thấy nó zig zag không? Rồi, bây giờ mình đặt lên trán nha. Rồi mình đi từ phải qua trái. Đi từ trái qua phải và phải qua trái luôn. Động tác xích sắc này giống như là một cái dạng để ủi những cái nếp nhăn của mình. Thì khi mà mình làm cái động tác đó đều đặn á, thì cái vùng trán của mình sẽ không còn những cái nếp nhăn, hoặc là nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thế thì đó là cái bước mà mình massage đó. Và sau khi massage mình thích thì mình có thể là mua cây nha đam rồi mình cắt ra, mình lấy cái phần lõi đó, rồi thì mình thoa lên trên mặt của mình, mình đắp khoảng 15 phút. Nó là một cái dạng mặt nạ, nó cũng giúp cho săn chắc da. Nhưng mà mình sẽ có tác dụng sau khi mình massage, bởi vì là đối với da lão hóa massage mới là hiệu quả nhất. Đó, thì đó chỉ là những cái phương pháp mà rất là đơn giản, mình có thể sử dụng ngay tại nhà và ngay khi về nhà luôn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Nhờ chị mà bây giờ em có thêm rất nhiều kiến thức để mà em chăm sóc cho làn da của mình. Nhờ chị mà bây giờ em bớt lo lắng hơn. Đúng rồi đó, không có việc gì phải lo đâu. Nhờ. Và chị hy vọng là em sẽ không còn rầu rĩ, lo lắng nữa, càng ngày càng trẻ đẹp hơn và sẽ tự tin hơn để mình thành công nhiều hơn nha. Em cảm ơn chị rất nhiều.